xin chào tất cả các bạn mình là thùy uyên và hôm nay trong video này uyên sẽ nói về một cái vấn đề là sử dụng photoshop dành cho khi mà làm việc nhóm lý do tại sao mà uyên lại làm cái video này là bởi vì trong quá trình mà uyên đi làm thì uyên gặp rất là nhiều trường hợp là mọi người gửi file photoshop qua cho uyên và cái file đó rất là khó sử dụng có nghĩa là trong quá trình làm việc của mình mình không có một cái thói quen sắp xếp cái file photoshop cho nên thành ra là khi mà gửi file cho một người khác sử dụng lại cái file của mình thì người ta gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc tìm kiếm layer và sử dụng những cái file photoshop đó mất rất là nhiều thời gian và đây cũng là một cách để cho người ta đánh giá cái khả năng làm việc của mình có nghĩa là mình rất có thể bị đánh giá là làm việc không hiệu quả bởi vì cái file photoshop của mình không được chuyên nghiệp cho lắm cái vấn đề đầu tiên ở đây Uyên muốn nói đến là với bất kỳ một file Photoshop nào khi mà các bạn làm việc, các bạn nên sắp xếp không gian workspace cho nó gọn gàng lại. Ở đây ví dụ như là Uyên có cái file thiết kế như thế này thì tất cả những cái nội dung mà mình thiết kế đều được chia thành từng group. Mọi người thấy đều chia thành từng group. từng group riêng biệt như thế này và mỗi một group đều đặt một cái tên cho nó để khi mà người ta nhìn vào tổng quát đầu tiên người ta sẽ biết được là nội dung chính gồm những phần như thế nào được chia ra từng cụm như thế nào và mỗi một cụm sẽ có một cái tên riêng thì người ta không cần phải đi tìm đây là một cách chia tổng thể các bạn cứ chia ra từng cụm một là nội dung chính tổng thể từng cái thành mỗi một cái là một group như thế này và sắp xếp gọn gàng theo thứ tự đúng như vậy để người ta khi mà người ta mở ra người ta nhìn thấy dễ hơn cái điều này là cái tổng quát nhất vấn đề số 2 là sắp xếp đối tượng được tạo bởi nhiều layer vào một group folder có nghĩa là Uyên lấy ví dụ trong cái bảng check out này ha với một cái bảng check out này như thế này thì đây là một cái field gõ đầu tiên name on card là cái tên nằm ở trên cái card credit của mình như thế nào đó thì cái nội dung này Vị trí nó là nằm trong một cái group folder như thế này, name này. Mọi người thấy là trong cái name này sẽ có là cái thanh line bên dưới, cái title name on card và cái đây là cái nội dung, cái tên mà người ta nhập vào. Thì đây là một cái yếu tố được tạo bởi ba layer thì mình sẽ group lại thành một group như thế này. Rồi tiếp theo nữa là ví dụ như là card number này, đây là một yếu tố này, mình cũng group theo một cái group con như thế này luôn. Cái này là cái ngày hết hạn mình cũng chia ra như vậy Thì các bạn chia ra từng cái như thế này Có nghĩa là một cái group con nằm ở trong một cái group lớn là check cao Các bạn phân cấp nó ra cho dễ ha Đây là một cái group lớn là check cao này Xong cái group check cao này sẽ có một số cái folder nằm ở bên trong nó như thế này Là mỗi cái một yếu tố nhỏ tạo nhiều layer mình sẽ gom lại thành một group như vậy button cũng là một group nha các bạn tại vì button cũng sẽ được tạo bởi một cái background ở dưới và cái chữ nằm ở trên này nó cũng vẫn là hai layer cứ bất kỳ một cái yếu tố nào được tạo bởi nhiều layer thì các bạn nên rút lại một group như vậy lý do là vì sao bởi vì khi mà trước giờ inside nha có rất là nhiều bạn ví dụ một cái button như thế này mà các bạn không có group nó lại thành một group rồi cái khung background của cái button này cái nút như vậy này thì nó nằm ở cái layer tít bên dưới này rồi cái chữ send payment cái test của cái button nó nằm lại tút ở bên trên cái thành ra là mỗi lúc mà mình làm mà mình cứ phải drone lên drone xuống để mình đi tìm xem cái layer đó nó nằm ở đâu mà rõ ràng cái này là nó cùng là một cái chức năng chung với nhau mà mỗi một layer nằm ở một vị trí đi tìm rất là khó thì khi mà các bạn rúp lại như thế này muốn xài button này chỉ việc chọn cái group này và di chuyển nó đi hoặc là copy nó lên như thế nào đó thao tác trên một cái group nó rất là nhanh còn nếu các bạn không có group lại mỗi một layer nằm một vị trí khác nhau nội cái chuyện đi tìm vị trí của layer thôi là đã mất rất là nhiều thời gian của cái người đang sử dụng lại cái file photoshop này do đó là các bạn nên group từng cái nhỏ nhỏ như vậy lại với nhau là một tránh trường hợp là chung một cái mà đặt quá nhiều vị trí khác nhau khiến cho người ta không thể nào tìm được, không có link được lại với nhau cho nó dễ. Vấn đề thứ ba là sắp xếp các phiên bản khác nhau của một yếu tố. Thì ở đây cũng một yếu tố giống như cái button như thế này. Uyên copy ra một cái phiên bản khác để Uyên làm cho mọi người hình dung cho dễ ha. Ví dụ Uyên có cái button như thế này. Bình thường với một cái button chúng ta sẽ có hai hoặc là ba trạng thái. Ví dụ đây là một trạng thái bình thường nha, lúc bình thường. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ có một cái button nữa ở một cái trạng thái là khi hover vào, nghĩa là khi mà các bạn rê con chuột vào đó, nó sẽ có cái trạng thái đó. Thì ví dụ như thế này có thể đặt là button hover. Cái này là normal ha. Một trạng thái thứ ba nữa là khi mà các bạn disable nó đi có nghĩa là mình ẩn nó đi không cho nó click được. Disable nó đi thì có thể là sẽ có cái màu nhạt thôi như thế này chẳng hạn, ví dụ như vậy ha. Uyên lấy ví dụ, bây giờ các bạn group ba cái group này lại thành một cái group nữa. Đặt tên cái group lớn này là button rồi ở trong cái group button này các bạn chia ra là ba trạng thái normal, hover với disable. Thì cái vấn đề ở đây các bạn sẽ thấy là đồng ý là mỗi một cái trạng thái của mình đều có một cái group con như thế này, sử dụng rất là dễ, rất là nhanh. Nhưng mà các bạn để ý khi mà mình mở những cái group này ra, các bạn sẽ thấy có một cái vấn đề là cái test này nó bị lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong khi đó với một cái layout như thế này, các bạn không thể nào mà trải dài ba cái button ra giống như Uyên đang trải ở đây Nó chỉ nằm một vị trí như thế này thôi Thì không thể nào mà các bạn tạo ba cái group nằm cùng một vị trí chồng lên nhau được Chồng lên nhau là nó sẽ như thế này ha Đó Nghĩa là không thể nào mà các bạn tạo ba cái group chồng lên nhau Mà nó lại cùng một vị trí như vậy Thì các bạn sẽ thấy là nó bị lặp lại ở cái test cái test send payment này bị lặp lại copy ra thành ba cái layer lại cho nên là các bạn đây cũng là một cái cách nhưng mà không có triệt để cho lắm thì bây giờ uyên sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách ở bên này uyên xài là mình chỉ xài button như thế này thôi đây là cái chữ xài chung mình chỉ cần xài một layer thôi và mình group ba cái layer mà ba cái màu sắc này lại thành một group các bạn thấy ở đây uyên sắp xếp cái màu sắc cái color này trạng thái ba cái này thành một group ở đây còn cái send payment này xài chung cho nên mình để nó riêng một layer ra mình không cần phải tạo ba cái group và mình copy cái chữ send payment này vô trong cả ba cái group đó thì layer của mình nó sẽ bị nhân bản lên rất là nhiều rồi khi nào các bạn xài đến cái hiệu ứng nào thì các bạn click mở nó ra thôi còn bình thường nếu mà gửi cho bên code thì cũng có thể là họ cũng có thể coi được cái này họ biết là một cái button này chúng ta sẽ có ba cái trạng thái ha tránh copy một layer ra quá nhiều lần trùng nhau, hạn chế cái số lượng layer lại. Vấn đề thứ tư là sử dụng màu sắc cho layer. Bây giờ các bạn để ý là mỗi một cái layer như thế này ha, chúng ta sẽ có một cái chức năng để cho mình chọn màu sắc cho nó. Có nghĩa là các bạn có thể click phải chuột vào trong cái group layer này hoặc là bất kỳ một cái layer lẻ nào cũng được. Ở dưới này sẽ có cái màu sắc cho mình chọn thì mình có thể chọn một cái màu bất kỳ cái màu này nó sẽ thay đổi ở đây. Thì khi mà các bạn thay đổi cái màu ở đây. Cái này là tùy ý mọi người thôi, mọi người có thể quy định một cái màu như thế nào đó riêng cho mình hoặc là mình muốn gây sự chú ý tập trung hơn vào cái group này thì mình sẽ chọn cái màu cho cái group này để mình dễ phân biệt với những cái group khác. Ngoài ra thì có một số người lại sử dụng cái màu này để phân biệt theo cái thể loại layer có nghĩa là với những cái layer nào mà về chữ thì người ta tô một màu, layer nào về shape thì người ta tô một màu, đại loại là giống như vậy. Uyên lấy ví dụ, ở đây uyên lọc ra những layer chữ không thôi. Thì tất cả những cái layer chữ này uyên chọn hết những layer chữ này. Rồi click phải chuột chọn cho nó một cái màu vàng chẳng hạn, ví dụ như vậy thì đây là những cái layer có màu vàng là layer chữ nè. Rồi đây là layer shape, uyên lọc ra, tắt cái chữ đi này, lọc cái shape này ra thì tất cả những cái layer này uyên chọn một cái màu khác cho layer shape ví dụ như vậy thì sau này khi mà uyên lick mở tất cả những cái này ra thì mọi người sẽ thấy là cứ những cái nào mà uyên tô màu vàng ở đây thì những cái đó là chữ còn cái nào màu đỏ ở đây thì cái này là shape đó kiểu như vậy thì đây là một cái cách để cho mình phân loại layer để mình tìm kiếm và mình làm mọi thứ cho nó dễ bắt mắt của mình hơn và gây sự chú ý của mình hơn, hoặc là khi mà các bạn đang làm mà các bạn muốn gửi cái file này đi cho một người nào đó và các bạn muốn người ta chú ý vào cái group này hoặc là vào cái layer này thì các bạn tô một cái màu cho cái layer đấy để khi mà người ta mở cái bảng layer lên người ta nhìn cái màu là tự động người ta sẽ chú ý tới cái group này liền luôn. Đây là một cách để cho mình đánh dấu sự chú ý. Vấn đề số 5 là tránh khóa các layer. Theo như một số cái file photoshop Uyên nhận được từ nhiều người thì đa số mọi người rất là hay khóa các layer lại à, Uyên không có nói là mọi người không được quyền khóa, mọi người vẫn có thể khóa được bình thường ha, nhưng mà đừng có lạm dụng nó quá Lý do tại sao mà Uyên rất là ít khi nào khóa layer Bởi vì Uyên không bao giờ Uyên xài cái chức năng auto select ở trên này cả Mọi người để ý nha, ở đây mình sẽ có một chức năng là auto select, ví dụ như khi mình tích chọn vào cái auto select này mà bây giờ bên chọn ở đây là layer chẳng hạn đi thì bên rê con chuột vào cái chữ check cao này thôi là bên có thể di chuyển nó đi được rồi rồi di chuyển vào cái chữ này cũng có thể di chuyển nó đi được luôn thì thành ra là mỗi lúc mà mình di chuyển một cái layer nào đó rất là dễ mà mình không cần phải chọn ở trong cái bảng layer này thì xảy ra một cái vấn đề là mọi người rất là hay lỡ tay hoặc là kéo nhầm một cái gì đó Thành ra là một cái yếu tố, một cái layer trong này nó bị thay đổi Có thể là cái chữ này nó bị lệch đi một chút xíu như vậy mà mình không để ý nó Thì thành ra là cái file của mình bị lỗi ha Thì Ui rất là ít khi xài cái auto select này Nhưng mà nhiều người thì lại xài Thì khi mà mọi người xài cái auto select này Bắt buộc những cái layer nào mà mọi người muốn cố định Thì mọi người phải lốc nó lại ví dụ cái cái chữ uyên nguyễn ở đây mọi nhà uyên lock cái layer này lại khóe nó lại thì khi mà uyên xài auto select không thể nào mà uyên di chuyển nó đi được uyên chỉ di chuyển cái layer background ở bên dưới này đi được thôi này không di chuyển được cái chữ uyên nguyễn đi đó là cách để cho mình khóe một cái layer lại mình không di chuyển nó khi mình xài auto select ngoài ra cái vấn đề mà có hại trong cái chuyện mà khóa layer lại như thế này đó là khi mà các bạn không có phải mở ra như thế này ha mà các bạn đóng tất cả các layer lại ở trong này nó có một cái chức năng cho mình là close on group là mình click vào đây là mình tất cả các group đều đóng lại ha thì khi mà tất cả các group đóng lại như thế này mà các bạn muốn di chuyển cái layer này đi hoặc là di chuyển cái gì đó đi các bạn không biết được là layer nào của mình đang bị khóa bây giờ như vậy di chuyển đi như thế này mọi người thấy em nó đi cái background bên dưới này nó không đi vào cái chỗ này vì mình không biết được là cái layer này nó nằm ở chỗ nào để mình mở ra mình đi tìm nó để mình mở khóa nó lại rất là lâu ha, rất là mất thời gian trong cái chuyện mà đi tìm xem layer nào bị khóa rồi mở khóa những cái layer đó ra thì rất là mất thời gian. Cho nên là Uyên không khuyến khích các bạn xài chức năng Auto Select ở đây và không khuyến khích các bạn lock layer quá nhiều, lạm dụng cái chức năng đó nhiều quá. Thì nếu mà mình không xài Auto Select này, mình sẽ làm như thế nào để mình chọn layer này cho nó nhanh? Thì cái cách ở đây là ví dụ như mọi người muốn chọn vào cái layer Uyên Nguyễn ở đây ha, nó nằm ở trong hai ba cái group folder lại. Thì cái phím tắt để cho mọi người chọn là mọi người nhấn giữ phím Control Enter Click phải chuột vào cái chữ uyên nguyễn này thì tự động nó sẽ chọn cái layer ở bên này cho mình. Phím tắt là Ctrl Enter và click phải chuột ha. Khi mà các bạn click phải chuột mà không giữ Ctrl Enter nó sẽ hiện cái list này cho mình như vậy. Thì trường hợp nếu mọi người đặt tên layer rõ ràng, mọi người vẫn có thể chọn được trong cái list này là cái layer uyên nguyễn ở đây. Còn trường hợp mọi người không đặt tên layer thì khi mình click vào đây mình sẽ không biết được nó là cái layer nào để mình chọn hết thao tác mà Uyên vẫn hay làm vẫn chỉ là gần John Antelet click phải chuột click phải chuột như vậy thì cho dù nó nằm ở trong bao nhiêu cái group nhỏ nhỏ ở trong nó cũng vẫn chọn được cho mình ha vấn đề thứ sáu ở đây là không thiết kế theo một cái lối mòn có nghĩa là bây giờ khi mà Photoshop càng ngày nó càng tân tiến lên thì mọi người không nên sử dụng Photoshop theo một lối mòn Lối mòn ở đây nghĩa là sao? Uyên lấy ví dụ ha. Ví dụ như là Uyên có một cái shape như thế này. Hình vuông như vậy ha. Rồi thay vì bây giờ Uyên muốn tạo một cái đường viền cho nó, một cái đường viền cho nó thì có rất là nhiều cách để tạo. Và nhiều người á vẫn tạo theo một cái cách là lích tạo vùng trọn như thế này. Xong rồi tạo một cái layer mới. Rồi vô đây tô một cái màu khác. Bây giờ Uyên lấy một cái màu khác. Màu đỏ chẳng hạn đi như thế này. Sau đó là vô trong cái select modify này, Contrast, thu nhỏ cái vùng này lại 10 pixel chẳng hạn đi. Rồi delete đi, xóa đi như thế này. Như vậy các bạn thấy không? Vẫn tạo ra được một cái viền. Có nghĩa là mình có rất là nhiều cách để tạo ra một cái viền. Nhưng mà cách này là sao? Cách này các bạn bắt buộc các bạn phải xài tới hai cái layer là một cái layer chính ở đây rồi một cái layer viền ở đây. Rồi trong trường hợp các bạn muốn tạo thêm một cái bóng đổ nữa ví dụ như vậy bây giờ các bạn là phải nhân bản cái layer này lên ha ví dụ nhân đen bản lên như vậy uyên cho nó một cái màu đen rồi nhích nó xuống một chút xíu như thế này ha để opacity nhỏ xuống như thế này thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái tính năng ở đây là viền màu đỏ và drop shadow màu xám xám như thế này thì ở đây các bạn thấy mình có tới ba cái layer là đây là layer shape chính rồi bên dưới này là một cái layer về drop shadow ở trên này là một cái layer về stroke. Thay vì các bạn làm tới ba cái layer như thế này để các bạn group lại thành một cái object, bây giờ các bạn có một cái cách thứ hai để làm mà rất là gọn nữa. Bây giờ Uyên lấy ví dụ, copy cái này ra ha. Thay vì các bạn xài từng layer như vậy, mỗi lúc mình thay đổi, bởi vô đây mình thay đổi từng layer, thì bây giờ các bạn sẽ xài trong cái layer style. Layer style ở đây, các bạn sẽ chọn stroke này. Color màu đỏ ha. Đó Các bạn chọn stroke như thế này Các bạn cũng đã có được một cái màu rồi Xong tiếp theo nữa là có một cái drop shadow Ví dụ các bạn muốn chọn drop shadow ở đây Đó khi mà các bạn chọn một cái drop shadow ở đây Các bạn thấy là mình cũng đã có được một cái hiệu ứng giống như vậy Rồi, điển hình là như vậy ha. Thì các bạn sẽ thấy là mình cũng có một cái hiệu ứng giống như nhau nhưng mà ở đây các bạn chỉ xài có một layer thôi các bạn xài có một layer thôi và khi mà các bạn muốn thay đổi cũng rất là dễ tắt nó đi hoặc là đổi màu khác hay như nào đó có thể các bạn vô đây chỉnh sửa rất là dễ và các bạn có thể copy nó qua những cái layer khác cũng rất là nhanh luôn thì đây là một cái ví dụ một cái ví dụ thứ hai nữa là về smart object có nghĩa là ở đây nha ví dụ như bên có cái hình deadpool này mặc định bình thường bên copy ra đi Ờ, uh, cái này Uyên sẽ đưa nó về layer bình thường lại Các bạn để ý ở đây này, mình sẽ có cái biểu tượng ở đây để biết là layer này là Smart Object còn layer này là layer thường, không phải Smart Object nha là layer Bitmap hình ảnh bình thường Thì khi mà một layer của mình đang là layer bình thường như thế này mà giả dụ như các bạn vào trong menu Filter chọn Blur, Gaussian Blur thì trong cái Gaussian Blur này khi mà các bạn blur đi như thế này ha OK này, các bạn sẽ thấy là hình của mình bị làm nhòe đi làm nhòe đi nhưng mà bây giờ ví dụ như các bạn làm nhòe như thế này rồi, trong ngày hôm sau các bạn thấy cái này bị nhòe quá, các bạn muốn lấy lại hình gốc không thể nào lấy lại được bởi vì hình của mình nó đã bị bị làm nhòe đi hết rồi, nó không còn giữ được những cái pixel gốc ban đầu nữa. Suy ra là cái trường hợp này các bạn sẽ bị mất luôn cái hình gốc của mình, không còn hình gốc ban đầu để cho mình có thể cân chỉnh lại là nhòe ít hơn hoặc là như thế nào đó mình không còn sử dụng tiếp được nữa. Còn khi mà các bạn chuyển nó qua smart object với một layer bình thường các bạn click phải chuột vào, ở đây chúng ta sẽ có một cái chức năng là convert to smart object. Thì với một cái smart object như thế này mà các bạn vào trong menu filter, chọn blur, Gaussian blur. Các bạn blur đi một cái mức như thế này ha. Ok này, các bạn sẽ thấy là ở đây nó hiện cho mình một cái này là một cái smart filter. Thì với cái smart filter này có hai chức năng cho các bạn. Thứ nhất là các bạn có thể double click vào trong cái Gaussian Blur này để các bạn có thể cân chỉnh lại độ nhòe ít hoặc nhiều đi vẫn được không sao cả và hiệu chỉnh những cái thông số này mà không ảnh hưởng trực tiếp lên hình hình gốc của mình vẫn còn nghe các bạn tắt cái con mắt này đi này các bạn thấy là hình gốc mình vẫn còn không bị mất gì cả và có thể cân chỉnh cái độ đậm nhạt ở đây tùy ý nói chung là cân chỉnh cái độ nhòe ít hay là nhiều tùy ý vào đây cân chỉnh đi bao nhiêu lần cũng được cả rồi cái thứ hai là cái Smart Filter ở đây này Các bạn có thể click vào trong cái mask ở chỗ này ha Rồi mình có thể xài công cụ brush hoặc là bất kỳ một cái công cụ nào Mình vẽ vô đây để các bạn giống như là xài layer mask á, Là mình che một cái phần ở đó đi khi mà ví dụ yên tô vào cái vùng chỗ này mọi người sẽ thấy là cái vùng mà yên tô màu đen đây nè là nó không áp dụng cái Gaussian blur này vào cho cái vùng này, nó sẽ lấy lại được. Có nghĩa là mình chỉ xác định một cái phần nào đấy của hình ảnh ép cái blur vào thôi chứ mình không cần phải áp luôn cho tất cả toàn bộ hình ảnh. Nó tự nó tạo cho mình một cái mask ở chỗ này, rất là dễ và rất là tiện ha. Cho nên là khi mà các bạn xài bất kỳ một cái filter nào thì các bạn nên convert to smart object rồi sau đó các bạn mới xài thì nó sẽ dễ hơn cho mình khi mà mình cân chỉnh những cái hiệu ứng trên cái hình không có sợ bị mất cái hình gốc của mình ban đầu rồi mà cái thứ ba nữa là mọi người nên xài cái adjustment layer có nghĩa là với một cái layer hình ảnh như thế này uyên copy ra đi bỏ cái filter này ha rồi hình như thế này cái trên này uyên đưa nó về layer bình thường lại ha rồi ví dụ như mọi người vào trong cái image adjustment ở đây chọn cái color balance chẳng hạn đi mà mọi người kéo thông số vào đây, mọi người sẽ thấy là hình của mình nó thay đổi nó đổi màu nhưng mà khi mà các bạn OK một phát thì nó sẽ áp vào luôn cho hình của mình luôn ví dụ như thế này, bên OK một cái, cái, hình của mình nó bị đổi màu như thế này luôn các bạn cũng không thể nào quay về cái hình cũ được thì bây giờ các bạn nên hạn chế sử dụng trên cái image adjustment ở đây và các bạn thay thế nó bằng cách xài cái adjustment layer ở dưới này, cái hình tròn đen trắng ở đây, vô chọn color balance này. Rồi, cái này các bạn có thể kéo tùy ý, kéo bao nhiêu cũng được cả. Và nó không ảnh hưởng gì tới hình bên dưới của mình. Đây hình gốc vẫn còn, các bạn vẫn có thể sử dụng lại hình gốc được bất kỳ lúc nào. Thì đây là những cách mà các bạn nên thao tác từ đầu, nên tập cho mình một cái thói quen từ đầu để mình bảo vệ được cái stock của mình, bảo vệ được những cái yếu tố trong thiết kế của mình để sau này còn có thể tái sử dụng nó được. Còn nếu trường hợp mà các bạn không có bảo vệ nó như thế này mà các bạn áp trực tiếp lên hình luôn thì sau này các bạn bị mất cái resource ban đầu, mất những cái yếu tố ban đầu sau này mình không thể nào mình tái sử dụng được cả và cũng không chỉnh sửa được luôn, rất là khó ha. Rồi vấn đề thứ bảy là loại bỏ các đường gai không cần thiết thì trường hợp này là những cái đường gai đường gai là những cái đường mà màu xanh này ha thì những cái đường màu xanh này là cái đường gai là các bạn có thể kéo từ ở trên cái thanh thước này kéo xuống vào bất cứ một cái vị trí nào mà các bạn muốn để giúp cho mình giống hàng mọi thứ được dễ hơn nhanh hơn thì tại sao mà Uyên nói là loại bỏ những đường gai không cần thiết ví dụ như ở đây mọi người thấy Uyên mở lên sẽ có một số cái đường gai không cần thiết thứ nhất là cái đường mới kéo đây nó không giúp cho mình để so một cái hàng nào cả không cần không có cái gì so hàng với nó thì bỏ bớt đi cái đường ở chỗ này cũng không có cái gì so hàng với nó luôn các bạn cũng có thể bỏ đi luôn cũng được có nghĩa là mình chỉ giữ lại những cái đường gai nào mà mình thực sự cần để so hàng đây hai cái này so hàng hai này so hàng thì mình giữ lại còn cái nào mình không so hàng mình bỏ đi như cái chỗ này cũng vậy mình bỏ đi luôn cũng được không sao hết lý do tại sao mà các bạn nên bỏ những cái đường gai không cần thiết này đi bởi vì khi mà mình chỉ giữ đường gai này người ta sẽ biết được là cái layout của mình những cái này canh theo cái gì giống hàng với nhau như thế nào đây nó sẽ cho mình biết được là mình giống hàng như thế nào cho nó dễ còn khi mà các bạn có quá nhiều đường gai yêu lấy ví dụ như mọi người kéo quá trời đường gai vô không cần thiết như thế này thì tự dưng cái layout của mình nó bị trường hợp là nhìn nó y như là một cái mớ bồng bông rối nùi tùm lum tà la thứ mà không có cái gì xài được cả kiểu như vậy thì mọi người nhìn vô rất là rối cho nên là cái đường gai nào sau khi mình sử dụng xong bỏ nó đi liền luôn đừng có giữ lại quá nhiều đường gai như thế này nhiều khi ngay cả bản thân mình vô cũng bị rối nữa chứ đừng nói đến cái người khác sử dụng lại cái file photoshop của mình nên tập thói quen là chỉ sử dụng đường gai khi cần thiết xài xong cảm thấy không cần xài đến nó nữa bỏ đi luôn chỉ giữ cái nào lại thực sự cần để cho hạn chế cái đường gai lại cho layout của mình và một cái layout thì nên càng ít đường gai càng tốt ha Vấn đề số 8 là xóa bỏ các layer không cần thiết. Ngoài cái đường gai này ra thì các bạn sẽ có một số cái layer ví dụ như là mình xài layer xong rồi còn nhiều quá. Mà mình không xài tới, ví dụ là đây cái layer visa này chẳng hạn đi bình thường mình đang để cái logo visa ở đây ha. Nếu mình không xài tới, ẩn đi như thế này thì mọi người đây chỉ là một layer thôi thì không sao, nhưng mà sẽ có trường hợp mọi người sẽ có rất là nhiều layer có nghĩa là layer này khi mà mình đặt vào mình tính là mình xài mình đặt vào đây xong rồi sau này mình không cần xài tới nữa cái mình ẩn đi ẩn đi thì thành ra là khi mà các bạn ẩn càng nhiều layer như thế này và các bạn gửi file cho một người khác người ta mở ra người ta sẽ có một cái vấn đề là người ta không biết cái layer này có vị trí gì có ý nghĩa gì cho cái layout này cả thì không biết là có nên giữ hay nên bỏ thì thành ra là những layer nào mà các bạn muốn xài nữa thì các bạn giữ lại nghĩa là giống như cái bút tân như thế này ha đây cũng là layer ẩn này đây là layer ẩn này nhưng mà hai cái layer ẩn này nó còn có chức năng cho người ta biết đây là trạng thái hover đây là trạng thái disable còn cái visa mà logo hồi nãy mình mới ẩn đây đi là mình không không xài nữa mình không xài nữa thì mọi người sẽ bị nhầm lẫn giữa cái chuyện là không biết chức năng như thế nào có xài như hai cái này hay là bỏ đi luôn. Người ta không biết như thế nào cả, gây khó khăn cho sử dụng. Thì nếu mà cái này các bạn không xài nữa, các bạn xóa đi luôn, đừng có ẩn như vậy. Còn những cái nào mà các bạn có xài thì mình mới ẩn đi để mình xài cho nhiều trường hợp khác nhau. Nên là những cái điều nào mà không cần thiết, xài xong rồi, cảm thấy không cần xài đến nó nữa, xóa đi luôn. Đường gai không xài nữa cũng xóa đi luôn để cho mình hạn chế tối đa những cái yếu tố trên một cái file Photoshop của mình Chỉ để những cái nào mà mình thực sự cần xài thôi Còn cái nào không xài bỏ Vấn đề số 9 là sử dụng phím Antelet Thì nhiều người lý do họ không thích rút quá nhiều layer như thế này là bởi vì khi mà họ rút có quá nhiều rút như vậy mỗi lần mà họ cứ phải mở ra từng rút từng rút để họ đi tìm layer rất là lâu cho nên là họ làm biếng tạo quá nhiều rút layer thì một cái cách để cho mình mở nhanh tất cả các layer này là khi mà các bạn giữ phím Alt và các bạn click chuột vào trong cái mũi tên ở đầu cái group như thế này thì tự động tất cả những cái layer và những cái group con của group này nó đều được sổ ra hết như thế này một cái danh sách đầy đủ luôn rất là nhanh các bạn không cần phải click từng group từng group rồi trường hợp khi mà các bạn muốn thu gọn cái group này lại các bạn vẫn có thể giữ phím Alt click vào đây một lần nữa để mình đóng nó đi cũng được không sao hết nha giữ phím Alt click vào đây để mở ra giữ phím Alt click lại một lần nữa để đóng hoặc là khi mà các bạn mở ra như thế này Các bạn có thể vào trong pop up menu của cái bảng layer ở đây này Sẽ có một cái chức năng ở đây Collapse on group Thì lúc này các bạn sẽ click vào đây thì tự động các group này nó cũng sẽ thu gọn lại cho mình luôn Rất là nhanh Cho nên là các bạn đừng ngại cái chuyện mà mình tạo quá nhiều cấp thư mục cho group Các bạn chia càng nhiều càng tốt, không sao cả Càng dễ cho mọi người sử dụng thôi Thực ra là với Photoshop cái phím internet có rất là nhiều chức năng Các bạn có thể xài được rất là nhiều Ví dụ như là ở đây khi mình sổ ra nhiều như thế này Thì tất cả những cái con mắt mà để hiển thị layer ở đây này Các bạn giữ phím An nha Các bạn click vào một cái con mắt Ví dụ như mình click vào cái cái button này đi Button mặc định này nha Vì giữ phím An click vào cái con mắt này Thì nó chỉ giữ lại một cái layer này thôi Tất cả layer khác nó ẩn đi hết luôn Rồi trường hợp muốn mở ra lại Giữ phím An click vào cái con mắt này một lần nữa Thì tự động những cái layer này nó lại hiện ra lại như cũ cho mình thì đây là một cái cách mà Uyên hay xài để Uyên kiểm tra xem cái layer này nó đang nằm vị trí nào ở trên cái thiết kế của mình thì Uyên hay giữ phím an Uyên click vào nó để Uyên hiển thị một mình nó thôi thì dễ mình dễ nhận biết được cái đó nó là cái nào nó bị như vậy click vào cái là hiển thị đúng một layer đấy thôi nó sẽ dễ hơn cho mình phím an này rất là hay ha rồi ví dụ là trong một cái trường hợp là mọi người ở trong một cái bảng Hill saturation hay là bất cứ một cái bảng adjustment nào như thế này. Các bạn kéo cân chỉnh gì đó tùm lum tà la ở đây thì khi mà các bạn ở đây bạn nhìn cái nút cancel này. Cancel là nó sẽ đóng cái bảng này đi luôn. Khi mà các bạn giữ phím an thì cái nút cancel nó chuyển thành cái nút reset như vậy. Các bạn click vào nút reset này thì nó sẽ đưa cái này những cái tiêu tùy chỉnh của cái adjustment về lại mặc định ban đầu mà các bạn không cần phải cancel nó đi mở lại ha thì cái phím an của photoshop nó có rất là nhiều tính năng thì trong quá trình sử dụng các bạn cứ thử đi cứ thử nhấn phím an click vào một cái gì đó các bạn sẽ thấy là nó có một số cái thay đổi cho cái cách làm việc của mình thao tác mình rất là nhanh vấn đề thứ 10 là sử dụng một số cái trong bảng layer này một số tính năng của bảng layer ở đây Uyên thấy có rất là ít người quan tâm tới cái vấn đề ở trong tùy chỉnh chức năng trong cái bảng layer này Ví dụ ha, mọi người vô trong cái pop-up menu này Các bạn sẽ thấy là nó có một cái panel option Bây giờ mình mở cái panel option này ra Uyên sẽ giải thích cho các bạn một số vấn đề ở trong cái bảng layer panel này Thứ nhất là thumbnail size Thumbnail size là cái hình thumbnail ở chỗ này nè Kích thước nó như thế nào đấy Uyên đang để ở một cái mức cũng lớn vừa phải thôi Thì nếu các bạn muốn nhỏ hơn Click vào đây chọn OK Thì trong này cái thumbnail này nó sẽ thu nhỏ lại cho mình hoặc là không có xài thumbnail luôn ok thì tất cả ở đây hiển thị không có thumbnail uyên hay để mức thứ ba là vừa dễ nhìn nhất không có bị to quá không bị nhỏ quá còn lại tùy mục đích của các bạn nha tiếp theo nữa là cái thumbnail cần tên thumbnail cần tên đây là nội dung trong cái thumbnail này bây giờ uyên lấy ví dụ uyên đang chọn cái là anti document thì cái anti document này ví dụ nha cái nút button ở đây các bạn thấy này xung quanh nó có những cái khoảng trắng này và đây là một cái button nằm ở đây là mình nhìn cái thumbnail này mình biết được vị trí của cái layer này đang nằm vị trí nào trong tổng thể cái thiết kế còn trường hợp các bạn click vào trong cái layer bar ở đây rồi ok thì các bạn sẽ thấy là layer của mình như thế nào nó hiển thị đúng cái nội dung của layer như thế này thôi đó các bạn thấy nó không hiển thị cho mình biết được vị trí đang ở đâu đây cái normal hồi nãy này button nó này nó chỉ hiển thị cho mình biết ở uh, cái này là màu xanh đen cái này màu đỏ cái này disable thôi chứ nó không biết được vị trí cái này ở đâu rồi cái nút pebble này hiển thị đúng cái pebble này luôn rồi đây là mấy cái dấu chấm hiển thị đúng y chang như vậy không có hiển thị được vị trí cho mình biết nằm ở đâu thì cái này tùy mọi người ha nếu mọi người muốn nhìn kỹ hơn về cái nội dung layer thì các bạn chọn chức năng này còn nếu muốn nhìn tổng quét hơn thì các bạn chọn cái entire document xuống dưới này thì uyên hay xài cái entire document này các đó các bạn thấy rất là dễ ha cái tiếp theo nữa ở đây có một cái tính năng là use default mask on fill layers thì ở đây là mặc định nó sẽ tạo cho mình một cái mask là một cái mặt nạ cho cái layer fill này ví dụ tắt đi ha tắt đi như vậy các bạn thấy này mình tạo một cái layer là color fill các bạn thấy không nó chỉ có một cái như vậy thôi không có layer mask cho nó còn trường hợp mà các bạn bật cái chức năng này lên, ok, rồi cũng thao tác như vậy, các bạn cũng vô đây chọn một cái solid color nữa, đây các bạn sẽ thấy hai cái này nó khác nhau ha, một cái không có cái layer mask này, một cái là có cái layer mask này luôn, thì đây là một cái mặc định, à, uyên khuyên mọi người nên nên bật tính năng này để lúc nào cũng có cái layer mask cho mình hết, mình sử dụng rất là nhanh, nên bật cái cái use deform mask ở đây ha. Cái Expand New Effects ở đây các bạn có thể không cần quan tâm tới nó nhiều lắm cũng được Bởi vì cái này nó chỉ giúp cho mình là mở rộng hoặc là thu hẹp những cái layer style, những cái effect mà mình mới add vào cho cái layer thôi Cái quan trọng hơn mà mình muốn mọi người tập trung vào đó là cái Add Copy to Copy Layers and Groups Thì ở đây cái tính năng này nè, nếu mà các bạn click chọn vào mặc định của nó vẫn là click chọn ha các bạn ok này ví dụ bây giờ uyên đang copy cái layer paper này chẳng hạn đi uyên nhấn Ctrl j uyên copy nó lên các bạn sẽ thấy là nó hiện thêm chữ copy vào rồi càng copy nữa thì nó càng là copy 2, copy 3, copy 4 thì nó tự động nó nhân bản những cái này lên thành rất là nhiều cái copy như thế này ha còn trường hợp khi mà các bạn bỏ chọn cái chức năng đó thì khi mà mình nhân bản cái group table này lên Ví dụ như vậy Ctrl J này nhân bản lên Nó sẽ ra rất là nhiều cái group giống nhau như vậy Và không có cái chữ copy ở cuối Uyên xài thì bên hay bỏ chữ copy đi Còn các bạn xài thì tùy nhu cầu Nếu các bạn thích có chữ copy Thì các bạn cứ để mặc định như vậy Còn không thích thì vô tắt nó đi Không sao hết một cái vấn đề tiếp theo mà Uyên muốn mọi người nên chú ý là khi mà mình xài layer mask cho bất kỳ một cái nào mà có mask ví dụ như bây giờ Uyên copy cái với cái hình người này ha Uyên chọn thêm một cái layer nữa như thế này Bên tô màu đen vào Thì với layer trên này nếu mà Uyên add một cái layer mask vào đây Bên tô một cái radian cho nó như thế này ha Khi mà một layer này các bạn sẽ thấy là có một cái layer thumbnail và một cái layer mask thumbnail Giữa hai cái này sẽ có một cái link ở đây Và cái link này, Uyên lấy ví dụ Bình thường nếu mà hai layer này link lại với nhau Mình chọn layer này, mình di chuyển đi Các bạn sẽ thấy là cả cái người và cả cái mask nó di chuyển luôn bỏ cái clipping mask cho mọi người dễ. Đây, mọi người thấy này, cả người và cả mask di chuyển đi. Còn trường hợp bỏ cái link này đi mà các bạn chọn vào cái hình người này thì các bạn chỉ di chuyển một cái người thôi. Cái mask nó vẫn đứng nguyên không di chuyển. Còn trường hợp các bạn chọn vào cái mask này, các bạn di chuyển đi thì cái mask nó di chuyển còn cái người nó đứng im. Cho nên là các bạn nên chú ý chỗ này Bắt buộc nha Cái này là một cái điều bắt buộc luôn Trong khi xài các bạn nên Lúc nào cũng phải giữ link hai cái này lại Link lại như vậy Để mình di chuyển nó sẽ đi luôn cả hai cái như thế này Thì file của mình nó không có bị lỗi Còn nếu mà các bạn tắt cái đường link ở chỗ này đi Mà các bạn di chuyển đi Thì nó rất là dễ bị lỗi nên hạn chế chỗ này, các bạn nên chú ý cái phần này rất là quan trọng ha Mình xài cho cái layer mask Rồi một vấn đề cuối cùng, vấn đề thứ 11 Uyên muốn nói ở đây là về phím tắt như các bạn cũng biết là Photoshop cho phép ta cân chỉnh, cài đặt phím tắt tùy ý. Các bạn có thể vào trong menu Edit, chọn Keyboard Shortcut ở đây. Ở trong này với các bạn này các bạn có thể thay đổi bất kỳ phím tắt nào cũng được. Nhưng mà Uyên khuyên mọi người nên giữ phím tắt mặc định của Photoshop. Chỉ riêng những cái nào mà không có phím tắt các bạn có thể tự chẹn phím tắt vào. Bây giờ Uyên muốn mọi người là tập trung vào cái phím tắt là về layer style ở đây mọi người sẽ có là trong cái application menu này ha có một cái layer này rồi ở đây chúng ta sẽ có là về layer style đây ba cái này copy layer style, Pass layer style và clear layer style thì trong ba cái này không có phím tắt các bạn có thể chèn một cái phím tắt nào đó vào rồi ví dụ như là <laughs> sau khi mà in xét thử một số cái phím tắt Thì lấy ví dụ cho mọi người dễ hiểu thôi Ở đây ví dụ là copy layer style and chain với phím tắt là shift, control và dấu chấm Pass layer style, shift, control và chữ Z Rồi clear layer style là shift, control và dấu bằng Ví dụ như vậy ha, ok đại đi Rồi khi mà nó gây như vậy, các bạn để ý nè Nếu mà trong trường hợp, Uyên bỏ cái này đi cho dễ nhìn ha Đây là một cái shape mà Uyên chèn vô một số layer style Có thể là copy cái shape này ra nhiều nhiều đi Bỏ cái layer style đi cho mọi người Rồi ví dụ như vậy ha Bây giờ Uyên muốn copy Copy cái layer style của cái layer này App cho năm cái bên kia thay vì uyên sẽ phải click phải chuột vô đây chọn là copy layer style thì mình có thể xài phím tắt hồi nãy mà mình mới set á copy layer style là shift control và dấu chấm là mình copy rồi rồi sau đó mình chọn tất cả những cái layer này pass layer style shift control chữ z đó khi mình pass vào mọi người thấy nè nó có copy hết tất cả những cái layer này ra đây cho mình còn cái tính năng hồi nãy á, là cái span á mọi người sẽ để ý là khi mà biên tắt cái span đi tắt tắt cái span new effect đi này biên pass cái layer style vào mọi người thấy ở đây những cái layer này nó vẫn nằm y nguyên nó không có bị mở rộng ra ha còn trường hợp như là biên mở cái tính năng hồi nãy ra new effect này ok mà khi mà biên pass vào mọi người thấy không, tự động nó mở những cái effect này của layer ra rất là dài ha thì đây là một cái cách để cho mình set cho nhanh thôi rồi bây giờ trong trường hợp như ở đây mình có nhiều layer như thế này mình muốn clear tất cả những cái layer style này đi clear hết đi mình sẽ chọn hết tất cả các layer luôn thì mọi người đúng ra mọi người có thể click phải chuột vào nó chọn clear layer style ở đây thì hồi nãy mình có một cái phím tắt á shift control dấu bằng mà nãy mình mới vừa set vào á Ồ oh, đây nó bị trùng rồi nó bị trùng với với cái phím tắt là để zoom cho nên thành ra là nó không có nhận cái phím tắt đó Rồi, ví dụ như là Uyên chọn Shift Control C. Đó, mọi người thấy này. Shift Control C, nó clear hết layer style đi luôn. Còn mọi người muốn pass vào. Đó, phím tắt này, pass vào. Clear đi này. Thao tác rất là nhanh ha các bạn ha. Các bạn sẽ nên kiếm một cái phím tắt là nó các bạn chèn vào trong cái phím tắt đó. Thì khi sau này mình sử dụng, mình chỉ xài phím tắt không thôi. Nó sẽ nhanh hơn là các bạn cứ việc click chuột vào rồi chọn những cái tính năng trong đó. Thì đây là một cách để cho mình uh, xài nhanh hơn một số phiên bản photoshop trước á nó có ít tính năng hơn á, thì cái keyboard shortcut này nó tự động nó set cho mình luôn còn một số phiên bản sau này á thì nó lại bỏ cái cái ba cái phím tính năng phím tắt chỗ này đi bởi vì nó có nhiều cái tính năng mới quá nó sẽ dàn phím tắt này cho những tính năng mới kia thì nó không có ở trong này các bạn hãy vô đây tự mình set ha các bạn cứ thử đi set bất kỳ một cái phím tắt nào đó cho mình mình hy vọng rằng với cái video nhỏ này sẽ giúp cho các bạn tập được một cái thói quen sử dụng photoshop nhanh, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Và khi mà các bạn sắp xếp được cái file Photoshop của mình chỉnh chu như vậy các bạn gửi cho bất kỳ một người nào, gửi cho đối tác hay là sau này các bạn có thể mở ra để sử dụng lại cũng sẽ rất là dễ sử dụng và các bạn cũng sẽ được đánh giá là mình làm việc một cách chuyên nghiệp chứ không phải là là làm việc mà ẩu hay là như thế nào đó. Thì đây là một cái mà giúp cho các bạn nên tập một thói quen từ đầu. Để sau này khi mà mình sử dụng thành thạo rồi Mình không bị mất quá nhiều thời gian cho những cái vấn đề như thế này nữa Nếu các bạn thích những video của Yên Vui lòng giúp Yên chia sẻ đến bạn bè của bạn Và đừng quên subscribe kênh youtube của Yên Tại youtube.com Xuyệt Thùy Info Design Xin chào và hẹn gặp lại